lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Tân Hoàng Minh và PMC Community đã diễn ra tại trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhằm chính thức xác nhận PMCC trở thành đơn vị quản lý và vận hành chung cư De Le Pont d'Eau, Hoàng Cầu, Hà Nội. De Le Pont d'Eau Hoàng Cầu được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển với 23 tầng nổi, 4 tầng hầm, 308 căn hộ. Dự án có nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, phòng tập gym, spa, trung tâm thương mại, nhà trẻ quốc tế nhằm mang đến cho cư dân trải nghiệm giá trị phong cách sống sang trọng, tiện nghi. Bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2017, tới nay, gần 70% cư dân De Le Pont d'Eau đã hoàn thiện căn hộ và chuyển về sinh sống. Đây là thời điểm cư dân rất cần một đơn vị quản lý chuyên nghiệp làm cầu nối với chủ đầu tư, cũng như hỗ trợ các dịch vụ để cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống trong căn nhà mới. Lễ ký kết, đại diện chủ đầu tư chia sẻ, thông qua việc hợp tác với PMC Community tại De Le Pont d'Eau, chủ đầu tư mong muốn được áp dụng quy trình, chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản trong quản lý vận hành chung cư cũng như văn hóa, phong cách làm việc Nhật Bản và đặc biệt là tinh thần Omotenashi, nơi mỗi khách hàng luôn được phục vụ bằng cả trái tim. Đại diện PMCC cũng cam kết sẽ luôn nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh nói riêng và trên hết là cư dân De Le Pont d'Eau trong việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, dịch vụ mang phong cách Nhật Bản nhằm góp phần duy trì và nâng cao đẳng cấp, giá trị cuộc sống nơi đây.